Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện thuộc cẩm nhân gia của tác giả Trang Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 161 Trước đây, khách đến phúng viếng không ngừng. Các vị đích tôn dương gia, nhị lão gia và tam lão gia đều đến giúp đỡ. Dương nhị lão gia đang tiễn một khách nhân ra khỏi bạch lộ đường, thấy sầu vừng khom người thay dương tĩnh uyên thắt dây lưng tang hắn tự mình đội mũ hiếu lên đầu dương nhị lão gia híp mắt nhớ đến lời nói của thịnh phong trạch tam lang cha ngươi hài cốt chưa lạnh trong nhà đang bận rộn như vậy mà ngươi lại trốn ra ngoài chơi đùa đồ con bất hiếu dương nhị lão gia cao giọng quát và tát mạnh quả không ngoài dự đoán dương tịnh nguyên nhanh chóng nắm chặt cổ tay của hắn vừa nghĩ đến dương nhị lão gia vì vị trí gia chủ mà không quan tâm đến huynh trưởng tuổi già đưa rượu tráng dương. Vẫn cùng thịnh phong trạch cấu kết, có ý định hãm hại hai vị huynh trường. Dương tĩnh uyên chỉ muốn bóp chết dương nhị lão gia. Đại lão gia uống rượu tráng dương bí chế, cùng di nương vui vẻ, ban đêm đột ngột qua đời. Cái chết như vậy khiến dương tĩnh uyên biết rõ dương nhị lão gia có tâm địa hiểm ác, nhưng không thể trước mặt mọi người chỉ trích hắn. Đành chịu đựng khổ sở mà không nói ra được. Hiện tại, Dương nhị lão gia chủ động khiêu khích, còn muốn đánh dậy mình. Dương tĩnh uyên nắm cổ tay nhị lão gia, nhìn quanh sân, nhìn lại rồi mạnh mẽ ném tay hắn ra. Dương nhị lão gia ôm cổ tay, la hét như bị giết. Ai ra, đau chết ta, cháu bất hiếu đánh bá phủ, người nói bậy bạ gì đó. Dương tĩnh uyên nổi giận. Dương tứ lang nghe tiếng thét của phụ thân, từ linh dạp lao ra, thấy Dương tĩnh uyên ném tay phụ thân ra hắn giận tím mặt, sắn tay áo lao tới. Dương Tam Lang, ngươi dám đánh cha ta. Tứ Lang đừng đi, hắn là người tập võ, đừng để hắn bị thương. Dương nhị lão ra xoay người ôm Dương Tĩnh Đình đang giận dữ, dùng tay áo che mặt khóc. Đại ca, ngươi trên trời có linh, hãy nhìn xem Dương Tam Lang này nhiệt tử. Hắn không túc trực bên linh cứu, lại ra ngoài chơi đùa. Ta là bá phụ, đã hai câu thì hắn liền động thủ. Gia đình bất hạnh. Dương Tĩnh Đình vịn phụ thân, kêu lớn. Dương Tĩnh Uyên, ngươi dám đánh cha ta, ta liều mạng với ngươi. Tiếng kêu của hai cha con quá lớn, kinh động đến khách khứa qua lại. Trước cửa viện, một đám người vây quanh, Dương Nhị Lão ra làm ra vẻ đau đớn, bị hạ nhân kéo áo, làm ra vẻ bị cháu đánh, không còn mặt mũi sống, đừng cản ta đi nhảy hồ gặp đại ca. Vài vị khách nhân ngăn cản và khuyên bảo. Dương Tứ Lang cứng cổ ngăn đường Dương Tĩnh Nguyên. Cha ta là trưởng bối của ngươi, giáo huấn ngươi vài câu không được. Hôm nay ngươi không để cha ta dập đầu bồi tội, đừng mong rời đi. Đây là cố ý tìm mình gây sự, biết rõ mẫu thân luôn che chở mình, muốn gán tội ẩu đả trưởng bối để làm khó mẫu thân. Nếu như trước đây, Dương Tĩnh Nguyên có lẽ sẽ cợt nhà, giả vờ ủy khuất. Hiện tại hắn không có tâm trạng, hắn lạnh lùng nói. Tránh ra ta không tránh. Dương Tĩnh Uyên bắt cánh tay hắn, đây là Dương gia bạch lộ đường, mọi người trong viện đều là nhân chứng. Dương Tĩnh Đình khiêu khích nhìn Dương Tĩnh Uyên, đưa mặt tới gần, nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe. Dương Tam Lang, ta sớm đã không ưa ngươi. Từ trước, dù ngươi gây họa thế nào, đại bá mẫu đều che chở ngươi. Ngươi nghĩ đại bá mẫu thực sự thương con vợ kế như ngươi sao? Cha ngươi chết, đại bá mẫu không lo lắng, lo ngại. Ngươi dám động vào ta một sợi tóc, sẽ bị gia pháp trừng trị. Từ trước, dù gây chuyện sinh sự thế nào, phụ thân muốn trừng trị đều bị mẹ cả ngăn lại. Mẹ cả thực sự sẽ không che chở mình sao? Phụ thân chết, mẹ cả không thể nhịn được di nương nên mới. Không, sẽ không, Dương Tĩnh Uyên cố gắng không tin lời Dương Tĩnh Đình, nhưng hình ảnh Liễu Di nương và Thư Tiên sinh chủ động bắt chuyện như cây gai trong lòng hắn đừng dễ dàng bị Dương Tứ Lang chọc giận, Dương Tĩnh Uyên tự nhủ, vẻ ngoài cười nhưng trong lòng không cười. Ta, Dương Tam Lang, lớn lên tuấn tú hơn ngươi, hào phóng hơn ngươi, sống giống con trai trưởng hơn ngươi. Ngươi có ghen tị cũng không làm gì được, đó là trời sinh. Hắn nắm lấy tay Dương Tĩnh Đình ném ra. Muốn đánh đúng không? Nghĩ ta hăng đánh được ngươi sao? Cẩn thận một chút, ta đảm bảo khi đánh ngươi không ai làm chứng. Nhưng hắn vẫn coi thường cha con này vô lại dương tĩnh đình ngẩn người lùi một bước rồi ngồi xuống đất không đợi hắn ồn ào châu thị đã thét chói tai lao tới kéo tay dương tĩnh đình tứ lang ngươi sao rồi ngươi bị thương ở đâu đừng làm nương sợ châu thị còn khóc lớn hơn hai cha con chỉ tay vào dương tĩnh uyên dương tam lang ngươi dứt khoát đánh chết cả ta đi rồi lao đầu vào dương tĩnh uyên nàng là nữ tử dương tĩnh uyên chỉ đành nghiêng người tránh Châu Thị không đụng phải hắn, bị một đám nữ quyến ngăn lại, khóc lớn. Xảy ra chuyện gì? Dương Tĩnh Sơn từ linh giạp nghe động đi ra, thấy tứ lang ngồi dưới đất, Châu Thị khóc sướt mướt, Dương Tam Lang đứng một bên với vẻ mặt đen. Ngay lúc đó nghĩ rằng Dương Tĩnh Nguyên đã tra được điều gì và không nhịn được động thủ với nhị lão gia. Đại Lang, ngươi muốn thay bá phụ, bá mẫu làm chủ. Châu Thị thấy Dương Tĩnh Sơn, quay người khóc kêu lên. Chu phu nhân cùng nhị phòng là thân gia, trước đứng về phía Châu thị, lại nghĩ đến 15 tháng 8 con trai Chu Thất Lang bị đánh bầm dập, Dương Thạch thị che chở Dương Tĩnh Uyên, lạnh lùng nói: "Thật là quá đáng, trường bối dạy dỗ vài câu, kể cả đánh, hắn cũng không nên đánh trả." Dương gia giáo dưỡng con cái như vậy sao? Chu phu nhân nói không nhỏ, khiến những khách không biết chuyện xung quanh nhìn với ánh mắt không đồng tình. Dương Tĩnh Sơn chắp tay, nếu Tam Lang sai, mẫu thân chắc chắn không che chở hắn. Nhị bá mẫu, tứ lang, chuyện này, mẫu thân nhất định sẽ cho các người một lời giải thích thỏa đáng. Hắn tự mình từ mặt đất đỡ dương tứ lang dậy, trừng dương tĩnh nguyên. Còn không đi túc trực bên linh cứu cha. Thấy dương tứ lang nhìn mình với ánh mắt đắc ý cười, dương tĩnh nguyên cúi đầu, đi vào linh đường. Chiều tối khách khứa đã về hết, sau bữa ăn, người nhị phòng tam phòng cũng không rời đi dương thạch thị ngồi ở vị trí chính giữa dưới tay là nhị lão gia và tam lão gia cùng vợ dương Tĩnh uyên đứng cạnh hai vị huynh trường đột nhiên cũng muốn biết mẹ cả sẽ xử lý chuyện hôm nay thế nào dương tam lão gia hắng giọng nói đại tẩu chúng ta vẫn là đại phòng đương gia đương gia chủ sự quan trọng hơn là xử sự, sự công bằng mới làm người tâm phục khẩu phục hôm nay nhị ca không biết tam lang phải đi thanh thành bẩm báo sư tôn nhất thời nóng giận mới dày dỗ Nhị ca hiểu lầm hắn, nhưng hắn không nên động thủ với nhị ca. Trước mặt nhiều khách khứa như vậy lại xô đẩy nhị ca, còn động thủ với tứ lang, đẩy ngã tứ lang. Đại tẩu, ta biết người thương tam lang quá mức, nhưng hôm nay nếu ngươi muốn che chở hắn, đại phòng lấy gì phục chúng? Dường nhị lão ra hư lạnh. Đại tẩu, tam lang nói rõ nguyên do, ta chẳng lẽ còn tiếp tục dạy dỗ hắn? Hắn không nói một lời liền động thủ, đây là thái độ đối với trưởng bối sao? Dương Thạch Thị nhàn nhạt nói. Tam Lang, ngươi đến đây. Chương 162. Dương Tĩnh Uyên yên lặng đi qua. Tam Lang, ngươi hôm nay có đánh nhị bá phủ và tứ đệ không? Nghe câu hỏi này, trong lòng Dương Tĩnh Uyên đau xót. Hắn thật sợ mẹ cả không phân biệt đúng sai, trực tiếp trách phạt hắn. Hắn lắc đầu. Ta không có, nhiều người thấy như vậy, ngươi còn dám trợn mắt nói dối. Châu Thị đứng bật lên, kéo tay Dương Tĩnh Đình kéo hắn lại gần. Chẳng lẽ tứ lang nhà ta là kẻ ngốc, không có việc gì lại tự ngã. Nàng rút khăn che mặt. Đại tẩu, hôm nay ngươi nhất định phải xử lý Dương Tam Lang. Dương Tĩnh Sơn nóng này. Mẫu thân, Tam Lang chưa bao giờ nói dối để trốn tránh trách nhiệm. Nhi tử đã hỏi qua, hắn không có đánh nhị bá phụ, chỉ là nhị bá phụ hiểu lầm hắn, chưa kịp giải thích thì nhị bá phụ đã định đánh hắn hắn chỉ ngăn cản nhị bá phụ mà thôi. Còn ta thì sao? Rõ ràng hắn đã đánh ngã ta. Dương Tứ Lang kêu lên. Đủ rồi. Dương Thạch Thị khinh Nguyệt nói. Không phải có đầy sân nhân chứng, để Tam Lang khó mà cái sao? Không phải là muốn ta xử lý Tam Lang sao? Tam Lang, người cùng lắm thì chịu đòn roi để nhị bá phụ, nhị bá mẫu và tứ đệ hết giận. Người có chịu được không? Dương Tĩnh Sơn ngạc nhiên, từ trước đến nay mẫu thân cường thế như vậy sao lại không che chở tam lang, muốn giàn xếp ổn thỏa. Là vì trong nhà nhiều chuyện, muốn làm dáng một chút sao? Nói vậy, chỉ có thể khiến tam lang chịu uất ức. Dù sao cũng chỉ là phân phó người làm làm dáng một chút, không thương đến gân cốt. Một lời nói ra, vừa cho nhị phòng mặt mũi xử trí mình. Nhưng giọng nói lại bảo vệ hắn, Dương Tĩnh Uyên luôn biết, mẹ cả là một nữ nhân vô cùng lợi hại người có nằm cạnh được không? Trước đây, Dương Tam Lang nhất định sẽ ngừng cao đầu kiêu ngạo mà trả lời. Măng xào thịt quá ngon, gia yêu thích nhất, dọn hai bàn lên. Thù giết cha không đội trời chung, Dương Tĩnh Nguyên nghĩ thầm, tại sao mình phải chịu đòn roi vô ích? Hắn đe dọa nhìn Dương Tứ Lang nói. Tứ Lang, người thật sự bị ta đánh ngã. Đúng, nếu không phải mẹ ta kịp thời chạy tới, người còn định đánh ta nữa. Dương Tứ Lang không chịu thua, nhìn thẳng vào hắn dương tĩnh uyên đột nhiên ra tay nắm lấy đai lưng dương tứ lang và nhấc bổng hắn lên mẹ cứu con dương tứ lang hoảng sợ tay chân loạn xạ trong không trung nhưng không thể chống cự mặt trắng bệch vì sợ hãi mọi người trong tính đường đều giật mình tam lang ngươi đừng làm loạn dương thạch thị tim đập thình thịch sợ dương tĩnh uyên gây ra chuyện lớn thực sự đả thương dương tứ lang thì sự việc sẽ trở nên nghiêm trọng Dương Tĩnh Uyên nhướng mày. Ta cũng không thể vô cớ chịu đòn roi ra pháp, đúng không? Ý gì đây? Dương Tứ Lang cũng hiểu ra, sợ hãi kêu to. Không cần, không cần. Tam ca, a! À. Thân thể hắn bỗng nhiên bay lên không, kèm theo tiếng thét chói tai. Đông. Quăng xuống đất. Dương Tứ Lang lăn hai vòng, ôm chân la lên. Cứu mạng! Đau quá, mẹ ơi, con đau quá. Hắn dùng lực có tính toán nếu hắn phải nằm trên giường chịu đòn roi bao lâu, thì Dương Tứ Lang cũng đừng mong hồi phục trước hắn. Dương Tĩnh Nguyên liếc nhìn. Tứ Lang, người sao rồi? Dương Nhị lão gia và Châu Thị tim đập nhanh, vội vàng gọi Lang Trung, ôm lấy Tứ Lang. Lúc này, Dương Tĩnh Nguyên không mấy quan tâm nói. Ta đã đánh Tứ Lang, muốn đánh bao nhiêu hèo thì ta đều chịu. Ngươi, ngươi thật là. Dương Thạch Thị nổi giận, kêu lớn. Nghiệt thở, đem ra pháp ra một chiếc ghế dài rộng được đưa vào trong viện tử, Dương Tĩnh Uyên không quay đầu lại, đi ra ngoài, khi ngang qua Dương Nhị Lão ra, hắn cúi người nhẹ nói. Nhị bá phụ, ta có hai anh trai, các huynh trưởng đều có con trai trưởng, nhị phòng chỉ có hai đứa con trai, lục lang mới 11. Ngài nghĩ kỹ. Hắn đứng thẳng, cười lớn đi ra ngoài. Vừa tròn 18 tuổi, chưa từng biết gia pháp trong phủ ra sao, hôm nay thử xem dương nhị lão gia bị tiếng cười của hắn làm cho rùng mình nhìn tứ lang ôm chân đau đớn không ngừng lạnh người thịnh vương gia nói đúng dương tĩnh uyên sống sót là mối họa lớn nhất hắn nhất định phải tìm cách diệt trừ dương tĩnh uyên hắn quay đầu lại lạnh lùng nói với dương thạch thị đại tẩu ngươi tự lo liệu đi gã sai vặt đưa đến chiếc kiệu mềm giúp đỡ dương tứ lang lên vợ chồng nhị lão gia che chở hắn nghênh ngang rời đi nhị lão gia rời đi, chỉ còn lại Dương Tam lão gia. Trần Ma Ma, đi giám sát, 50 đại bản, không được giảm một roi nào, nghiệt tử này, thật sự tức chết ta. Roi kèm theo tiếng gió vù vù giáng xuống. Đây là gia pháp roi sao? Thực ra không đau lắm, ngô, vẫn có chút, qua vài roi thì bắt đầu đau, nhưng vẫn chịu được, dù sao cũng không bằng Dương Tứ Lang ngã gãy chân, da dày, không bị thương gân cốt, chờ khi hắn hồi phục Dương Tứ Lang vẫn chưa thể xuống giường. Trong đầu Dương Tĩnh Uyên nghĩ ngợi lung tung. 47. Khi người làm đếm đến 47, roi tre gãy đôi. "Chuyện gì xảy ra?" Trần Mama hỏi. Người làm nhìn xuống roi tre nói: "Mama, roi này đã dùng lâu rồi." Trần Mama trở về trong sảnh bẩm báo: "Còn ba roi nữa, có phải hay không?" Dương Thạch Thị không thay đổi sắc mặt, nói với Dương Tam lão gia: "Còn ba roi" cũng phải đánh xong, đổi roi khác tiếp tục. Trần ma ma tuân lệnh, khi nàng lần nữa bước ra phòng khách, thấy Dương Tĩnh Uyên nằm sấp trên ghế, mặt tái nhợt nhưng không nói tiếng nào, thần sắc kiên nghị. Trong lòng nàng hơi động một chút, nhớ tới lúc trước đại lão giao sản nghiệp cho Liễu Di Nương và tránh cư nhạc phong uyên. Đại lão ra quyết định điều gì, dù là chín châu cũng không kéo lại được. Đối với đại sản nghiệp, nói buông là buông. Suốt 20 năm, tâm tư của trương phu nhân nàng hiểu rõ hơn ai hết phu nhân đối với dương tĩnh uyên có tình cảm phức tạp ban đầu là vì muốn cướp hắn từ tay liễu di nương để nuôi dưỡng rồi nảy sinh tình cảm trở thành con trai lại vừa phải đề phòng hắn phu nhân nếu đã cướp sản nghiệp mà lão gia để lại cho tam lang buộc liễu di nương phải tự sát thì không nên hy vọng tam lang chỉ nhận nàng làm mẹ mà quên mẹ ruột của mình tam lang hôm nay vừa về đến thưa tiên sinh đã đi tìm hắn lén lút bắt chuyện hắn sớm muộn sẽ biết về sản nghiệp đó sớm muộn sẽ biết phu nhân dùng lời lừa gạt khiến liễu di nương phải tự sát máu mủ dù sao cũng nồng hơn nước lã liễu di nương không có ơn dưỡng dục nhưng có ơn sinh thành nếu hắn oán hận phu nhân quyết tâm báo thù cho liễu di nương từ tay đại lang quân cướp lại sản nghiệp dương ra với tài võ nghệ của hắn ai có thể cản được phu nhân không ra tay được nàng có thể. Trần ma ma phân phó người làm đi đổi roi ra pháp, nháy mắt. Còn ba roi nữa, Dương tĩnh huyên hỗn loạn nghĩ, nhanh lên. Trời đã hoàn toàn tối đen, hắn mơ hồ thấy hành lang gấp khúc treo lồng đèn lụa trắng lay động trong gió. Nhờ theo sư phụ tập võ, chịu đựng được việc này với thân thể tốt. 50 roi đại bản, nghe nói nhiều lần đòn roi ra pháp đầy tớ, ngay cả 30 roi cũng không chịu nổi đại ca vụng trộm phân phó người hạ lưu ý, đợi thương tích hồi phục, hắn nhất định sẽ giám sát nhị phòng, bảo vệ tốt đại ca. Rồi mới được đổi, người làm nhìn Trần Ma Ma một cái. Thấy nàng khẽ gật đầu, người làm dùng sức vung roi lên. Roi rất nặng, khi người làm vung lên, da thịt trên cánh tay căng phồng, gân xanh trên cổ nổi lên. Khi roi sắp rơi xuống người Dương Tĩnh Uyên, người làm hoa mắt, có người đột nhiên xuất hiện, kéo Dương Tĩnh Uyên xuống khỏi băng ghế dài. Rồi đập vào ghế dài, răng rắc một tiếng, ghế dài bằng gỗ dày bị cắt đôi, lộ ra màu trắng của gỗ. Rồi tiếp tục nện xuống đất, làm mặt đất đá xanh nứt ra. Dương Tĩnh Uyên bị kéo ngã xuống, lập tức tỉnh táo. Hắn ngây ngốc nhìn ghế dài và gạch đá xanh, đầu óc trống rỗng. Nếu không có người kéo hắn ra, hắn đã bị cắt đứt lưng. Tiếng vang quá lớn, khiến mọi người trong sảnh kinh động, rối rít đi ra. Thư Diệp buông tay, chống nạnh thở hồn hển. Mẹ nó, nặng như heo chết. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 163. Nhìn thấy cảnh trước mắt, Dương Tam Lão ra bình thản nói. Đại Tẩu không làm việc thiên tư, tiểu đệ rất khâm phục. Tuy nhiên, đầu thất của đại ca chưa qua, trong phủ không nên xảy ra án mạng. Việc dạy dỗ Tam Lang đã đủ rồi tiểu đệ xin cáo từ. Dương Tam lão gia chỉ nhìn thoáng qua, đã biết hèo mới là gang đúc thành. Dương Thạch Thị nghĩ sao xử trí con vợ kế, hắn không muốn bận tâm. Hắn chắp tay, không quay đầu lại bước đi. Dương Tĩnh Uyên nhìn thẫn thờ vào Dương Thạch Thị, ký ức xưa chợt hiện về. Hắn nhớ khi còn bé, hắn hay chơi đùa, mẹ luôn cười khen hắn thông minh, hoạt bát. Khi hắn viết chữ to được thầy khen ngợi, mang về khoe mẹ chỉ tiện tay đặt qua một bên, không quan tâm. Dù hắn gây chuyện, đánh nhau, mẹ luôn dung túng. Cha thường nhìn hắn với ánh mắt phức tạp, dạy hắn đạo lý làm người. Sau đó đưa hắn đến thanh thành học với thầy. Hắn biết chỉ cần không chạm vào sản nghiệp của gia đình, không đe dọa anh em, mẹ sẽ luôn tốt với hắn và không làm khó di nương. Chỉ vì những sản nghiệp đó sao? Ta không cần, mẹ, ta chưa bao giờ muốn. Ta hỏi cha, cha nói là để cho di nương gần gũi. Môi hắn run run, giọng nói nhẹ như gió. 20 năm qua, ngươi hận nàng phải không? Hận nàng cướp cha, cha vừa mất, ngươi bức tử nàng. Ngươi cũng hận ta, vì ta là con của di nương, ngươi muốn ta chết. Cha mất, di nương cũng ra đi, mẹ cả muốn nhân cơ hội giết hắn. Ngươi có nằm cạnh sao? Nàng thật sự sẽ nói, sợ hắn không chấp nhận, còn dùng lời kích động hắn. Mẹ, dưỡng hắn 18 năm, mẹ cũng mất. Dương Tĩnh Uyên nhắm mắt lại, trước mắt chỉ còn một màu đen. Tam lang. Dương Thạch Thị siết chặt tà áo, không phải nàng, không phải nàng. Nàng hận lão gia thiên vị, nàng ghen tị liễu di nương. Nàng không coi trọng sản nghiệp hơn, chỉ là hận lão gia không công bằng. Nàng chưa từng muốn giết tam lang, Dương Thạch Thị choáng váng, suýt ngất. Thư Diệp thở dài nói. Đại phu nhân, mục đường với tại hạ có giao tình từ lâu dương tam lang là con trai cưng của ông ấy tục ngữ có câu hoàng đế yêu trưởng tử dân chúng yêu con út ông ấy thiên vị tam lang cho sản nghiệp nhiều cũng không hơn đại lang và nhị lang chỉ là muốn bảo vệ hắn và di nương một đời phú quý nếu ngài không tha cho tam lang để tôi mang đi những sản nghiệp đó đổi hắn cho tôi được không thư tiên sinh việc này chắc chắn có gì đó không ổn hãy để họ đi Dương Thạch Thị kiêu ngạo, cắt ngang lời Dương Tĩnh Sơn. Thư Diệp không nói thêm lời nào, cõng Dương Tĩnh Uyên ra ngoài, dần dần biến mất trong bóng đêm. Dương Tĩnh Sơn gấp đến mức rậm chân. Mẹ, ngươi không thể để hắn mang đi tam đệ, rõ ràng không phải ngươi làm, nếu vậy, tam đệ sẽ hiểu lầm. Cha đầu thất chưa qua mà. Nước mắt dâng lên trong mắt Dương Thạch Thị. Nuôi hắn 18 năm, hắn không hỏi ta một tiếng, cứ cho rằng ta bức tử liễu di nương và muốn giết hắn. Giữ hắn lại làm gì? Chẳng lẽ ta phải dập đầu xin lỗi hắn? Dương tĩnh sơn nhìn người hầu đang quỳ trên mặt đất, lạnh lùng quát. Ai cho ngươi đi đổi hèo sắt? Người hầu lo sợ, nhìn Trần Ma Ma, cúi đầu xuống. Là Trần Ma Ma, Dương tĩnh sơn sừng sốt, thật sự mẫu thân muốn giết Tam Lang. Nhìn thấy vẻ mặt của con, Dương Thạch Thị tức giận đến lạnh người. Ngay cả Đại Lang cũng không tin mình. Nàng đứng thẳng, miệng khô khốc nói: "Ta mệt rồi, Trần Mama, đỡ ta vào. Hai anh em các ngươi thay ca túc trực bên linh cứu cha." Trần Mama cúi đầu, đỡ tay Dương Thạch thị. Dương Tĩnh Uyên muốn nói mẹ hồ đồ, thân là con lại không thể chỉ trích mẹ, tức giận nói với nhị lang: "Đêm nay ta muốn túc trực bên linh cứu cha, sáng mai ngươi thay ta." Hắn thành tâm túc trực bên linh cứu cha cầu xin cha tha thứ mẹ, phù hộ tam lang. Trong nhà chỉ còn một chiếc đèn lồng, 20 năm trước, kể từ khi đại lão gia không còn ở đây, bạch lộ đường chỉ để lại một chiếc đèn vào buổi tối. Quá nhiều đèn, phòng sáng quá, ngược lại làm nơi đây càng thêm trống trải. Dương Thạch Thị ngồi trước bàn trang điểm, tháo búi tóc, để tóc xóa. Người trong gương dung nhan giả yếu, khóe mắt nếp nhăn như đuôi cá. Nàng nắm một lọn tóc, bạc nhiều hơn đen, nàng vuốt ve gương đồng, năm xưa, nàng từng có làn da trắng ngọc, đôi mắt sáng ngời. 20 năm trước, nàng còn là phụ nữ trung niên sắp 30. 20 năm, hắn dùng cẩm nghiệp của dương gia đổi lấy 20 năm của nàng. Trong cuộc đời nàng chỉ có con trai, là Tam Lang, không phải hai đứa, Dương Thạch Thị nhắm mắt lại. Trần Mama quỳ xuống đất, nức nở nói. Phu nhân, là lão nô nhất thời hồ đồ. Lão nô không dám chết, lão nô phải chờ Tam Lang trở về, xin hắn tha thứ. Không cần." Dương Thạch thị xoay người. "Mama đã theo ta cả đời, Mama làm, thật ta phải làm." Nuôi hắn 18 năm, Tam Lang dễ dàng tin rằng nàng không hề có tình cảm với hắn. Khi xưa nàng không cầu xin lão gia ở lại, sau này cũng sẽ không cầu xin hắn nhận nàng là mẹ." Lão gia đầu thất, Liễu di nương cũng được đặt linh cứu 7 ngày theo quy củ trong phủ, mua mảnh đất và chôn cất nàng. Dương Thạch Thị đứng lên, bình tĩnh nằm xuống. Hôm nay Tam Lang đi thanh thành thỉnh hoa thanh đạo trưởng kiểm nghiệm rượu. Dù hắn không nói, rượu chắc chắn có vấn đề. Đêm đó mọi người đều uống loại rượu đó, chỉ có lão gia gặp chuyện không may, chúng ta không thể bắt được nhị thuốc. Hắn hại lão gia, muốn làm gia chủ dương gia, sẽ đối xử tệ với đại lang và nhị lang. Từ ngày mai, mỗi lang quân tăng thêm bốn hổ vệ, không được ra ngoài phủ một mình. Nói với đại thiếu phu nhân, nàng quản việc bếp núc, đưa ngọc trong vắt đến đây. Qua thất thất, mở từ đường định gia chủ, nếu nhị thúc chưa từ bỏ ý định cũng chỉ có thể hết hy vọng. Mama, đây mới là việc quan trọng nhất của dương gia lúc này. Phu nhân yên tâm, lão nô sẽ không để tiểu lang quân rời khỏi tầm mắt. Trần Mama lập tức hiểu ra. Trong một tiểu viện ở phủ Ích Châu, Phạm Lang Trung cẩn thận cắt bỏ y phục của Dương Tĩnh Nguyên, thấy y phục dính sát vào vết thương, không nhịn được oán giận. Nếu đã là gia pháp hèo, sao không bỏ y phục ra? Thư Diệp tức giận nói. Hắn ngốc quá, nghĩ rằng qua đi, sẽ biết người ta động thật. Phạm Lang Trung cầm nước nóng hóa tan cục máu khô. Ngươi vì hắn xin hai tháng nghỉ. Năm đó Dương Đại Lão Gia nhắc về hắn với ta, phó thác hắn cho ta. Vì vậy đưa hắn đến thanh thành học nghệ nhiều năm. Hắn là con vợ kế, ở dương gia chỉ ngồi ăn chờ chết. Theo ta, hắn còn có thể tự mình tìm kiếm tương lai. Hiện dương gia không tha cho hắn, ta vừa vặn mang hắn đi. Phạm Lang Trung nhìn kỹ vết thương, thương không nặng, nếu thật muốn động thật, không như vậy. Thư Diệp Đắc Ý nói, đó là ta cơ trí, nghe nói nhị phòng dương gia sẽ động ra pháp với hắn, liền núp ở linh giáp. Nếu không, nội viện khóa cửa, ta không có võ nghệ leo tường tìm thang cũng không được. Ta đã nói với ngươi, trước mặt hắn 47 ký hèo, mang xào thịt giòn vang. Cuối cùng ba cái, chúc bản gãy, đổi hèo đánh tiếp. Ta lưu ý, thấy không đúng, lập tức lao ra, kéo hắn ra. Nếu không, sớm bị đánh thành bánh thịt. Được rồi, nằm thêm vài ngày có thể xuống đất. Phạm Lang Trung Thu dọn hòm thuốc. Ở đây yên tĩnh, hai ngươi ở lại. Dương gia có tin tức gì, ta sẽ báo cho ngươi. Thư Diệp tiễn hắn ra cửa, khi trở về phát hiện Dương Tĩnh Uyên đã mở mắt. Chương 164. Nhìn quanh khắp nơi trong buổi đầu thất của Dương đại lão gia. Dương Tĩnh Uyên vẫn chưa trở về. Hôm nay là buổi đầu thất của phụ thân và di nương của hắn. Hắn không trở về để kính hương và dập đầu, thật là bất hiếu, người còn nhớ tới hắn làm gì. Dương Thạch Thị càng tức giận hơn. Tam lang không trở lại, hành tung của thư tiên sinh trở thành bí ẩn. Hắn đã sử dụng tất cả các lực lượng để tra tìm một cách âm thầm, nhưng không có chút tin tức nào. Dương Tĩnh Sơn biết rằng em trai đã hiểu lầm mẫu thân, không tìm được Dương Tĩnh Uyên để giải thích, hắn cũng không có cách nào. Chỉ có thể cùng Dương Tĩnh Nham bàn bạc kỹ, để che giấu việc Dương Tĩnh Uyên không xuất hiện ở linh đường. Liễu Di Nương được đưa ra từ cửa sau, chôn ở một nơi không xa phần mộ tổ tiên của Dương gia. Đây là quy tắc của Dương gia thiếp không có tên trong gia phả thì không thể vào từ đường và không thể được chôn trong phần mộ tổ tiên. Dương Tĩnh Sơn nhìn tận mắt việc hạ táng liễu di nương. Nhìn lớp đất mới khép lại trơ trọi, trong lòng hắn không nói ra được cảm xúc. Phụ thân rất sùng ái liễu di nương, nhưng vì sợ mẫu thân, cũng không đưa liễu di nương vào gia phả. Hắn cảm thấy mẫu thân thật sự không cần thiết ép buộc liễu di nương giao lại sản nghiệp. Có lẽ phụ thân đã lên lút chia sản nghiệp cho Di Nương và Tam Lang, cũng là để bù đắp cho mẹ con họ. Đêm khuya, Dương Tĩnh Sơn và Dương Tĩnh Nham cùng nhau giữ đầu thất cho phụ thân. Đến gần giờ tí, ngọn đèn trên bàn thờ và nhang đèn bắt đầu lay động Tam Lang, Tam Lang, có phải ngươi không? Hai huynh đệ đồng loạt nhìn quanh. Dương Tĩnh Uyên đứng phía sau hai người, lặng lẽ nhìn hai huynh trưởng của mình đang tìm kiếm trong tay hắn cầm một cành hương đang đốt thổi nhẹ một hơi làn khói mỏng bay về phía hai huynh trường một lúc sau dương tĩnh sơn và dương tĩnh nham đầu óc choáng váng mềm mại ngã xuống dương tĩnh uyên đỡ từng người một cẩn thận đặt họ ngồi xuống bồ đoàn nếu thịnh phong trạch một cao thủ như thế đã đến trước các huynh trường làm sao tránh được dương tĩnh uyên thở dài liên tục trong lòng không hắn không muốn lộ diện trở thành tam lang của dương gia như trước hắn đi đến trước bàn thờ từ từ quỳ xuống nhìn linh vị của phụ thân và nhẹ nhàng nói cha ngài yên tâm chừng nào thịnh phong trạch chưa rời khỏi ích châu con sẽ âm thầm bảo vệ hai ca ca sau khi đưa tang ngài con sẽ theo thư tiên sinh đi con sẽ không phụ lòng ngài nhất định sẽ tạo dựng một thiên địa riêng cho mình hắn thắp hương cắm vào lư hương nghiêm túc dập đầu lại ba cái. Xoay người, Dương Tĩnh Uyên lấy từ trong ngực ra một cái hộp, bôi chút ít gương lên chóp mũi của đại ca và nhị ca. Đại ca, đa tạ ngươi đã chôn cất di nương. Chóp mũi cảm nhận được sự mát lạnh khiến Dương Tĩnh Sơn tỉnh lại từ cơn choáng vắng. Hắn mở mắt và thấy Dương Tĩnh Uyên đang đi ra ngoài. Tam lang, đừng đi. Dương Tĩnh Uyên trong lòng đau xót, thân hình bừng lên, nhanh chóng nhảy lên tường viện biến mất trong bóng đêm. Đại ca, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Dương tĩnh nham tỉnh lại, thấy đại ca đứng ở cửa linh dạp, quay đầu lại nhìn lên bàn thờ, thấy trong lư hương có ba nén hương mới được thắp lên. Hắn đứng lên. Tam lang đã trở lại. Dương tĩnh sơn quay đầu lại, thở dài. Hắn đã trở lại, nhưng lại đi rồi. Đại ca, đợi khi tam lang hết khúc mắc, hắn sớm muộn cũng sẽ trở lại. Có lẽ ấy chỉ là không biết phải đợi đến bao giờ thư diệp đợi rất lâu trước mộ phần của liễu di nương mới thấy dương tĩnh uyên đến trong đêm nay trước nắm mộ này không có ai thư diệp đưa cái sẻng cho hắn ngươi thực sự phải làm như vậy dương tĩnh uyên không trả lời tiếp tục dùng sẻng đào đất ánh sáng từ ngọn đuốc chiếu lên khuôn mặt hắn khuôn mặt tuấn tú không còn vẻ rạng rỡ như trước mà thêm phần lạnh lùng dương tĩnh uyên tiếp tục sẻng đất Giọng nói nhạt nhòa, không biểu lộ cảm xúc. Ta từ nhỏ đã biết mẹ ruột của ta là Liễu Di nương. Nàng chưa từng ôm ta, lúc nào cũng chỉ dám nhìn từ xa. Nàng chưa từng may cho ta bộ xiêm y nào. Ta biết, nàng phải giữ khoảng cách với ta để mẹ cả có thể đối xử tốt với ta. Cha so với thương đại ca và nhị ca thì lại thương ta hơn, vì hắn cảm thấy có lỗi với Di nương. Nàng đã sinh ra ta, ta chỉ có thể làm điều này vì nàng cha yêu thương nàng như thế cũng không làm được, ta phải làm điều này cho nàng. Thư Diệp vỗ vai hắn, giúp hắn đào mở mộ phần. Khi quan tài được mở ra, Dương Tĩnh Uyên run rẩy mở tấm vải trắng, ôm thi thể của Liễu Di Nương ra, đặt lên đống củi đã chuẩn bị sẵn. Hủy hoại thi thể của nàng như vậy. Thư Diệp vẫn cười khổ vì sự dũng cảm của Dương Tĩnh Uyên. Chỉ cần có thể cùng phụ thân ở bên nhau, dù sau khi chết trở thành cho. Di nương cũng sẽ vui vẻ. Tốt hơn nhiều so với việc nằm chơi trọi một mình ở nơi đất hoang này. Trong mắt Dương Tĩnh Nguyên đột nhiên hiện lên ánh lệ. Hắn hít một hơi thật sâu, cố nén nỗi xót xa này xuống. Ngài không phải đã ép di nương chết sao? Không phải ngài còn muốn giết cả ta sao? Ta mạn phép muốn để di nương được chôn cất cùng cha, vĩnh viễn kiếp sau cũng sẽ ở bên nhau. Sau khi trở về, Ta nhất định sẽ không còn là Tam Lang ăn nhờ vào Dương gia nữa." Hắn nói xong, từ mặt đất nhặt lên cây đuốc và châm lửa vào đống củi đã tưới dầu. Lửa trong đêm tối bừng lên rực rỡ, đôi mắt hắn cũng bừng lên hai ngọn lửa. Thư Diệp nhìn hắn trong mấy ngày ngắn ngủi đã từ một thiếu niên dạng rỡ trở nên trầm mặc lạnh lùng, nhất thời cũng không biết tương lai hắn sẽ ra sao. Cà "Ca ca, ngươi nói gì? Dương Tam Lang bị bệnh?" Ngay cả buổi đầu thất của cha hắn cũng không thể tham dự. Quý anh anh giật mình đứng lên. Những bộ xiêm y và đồ đạc của Dương Tĩnh Uyên còn nguyên vẹn được Quý Diệu Đình mang về. Vào ngày đầu thất của Dương đại lão gia, Quý Diệu Đình lại đến Dương gia. Hắn không chỉ không gặp được Dương Tĩnh Uyên, mà khi hỏi thăm người trong Dương gia, biết được Dương Tĩnh Sơn vì quá đau lòng mà ngã bệnh, được sư phụ đưa đi dưỡng bệnh. Trực giác của Quý anh anh nói cho nàng biết có điều gì đó không thích hợp. Dương Tĩnh nguyên tập võ, thân thể luôn khỏe mạnh, sao đột nhiên lại ngã bệnh? Ngày đó ta thấy hắn đi qua cửa hàng, mang theo dầu vừng từ trên đường cái. chắc hắn trở về từ núi Thanh Thành. Hắn đi quá vội vàng, ta lo lắng có chuyện gì xảy ra, nên nhờ quý phú thúc vào thành hỏi thăm tin tức. Sau vài ngày, Dương Gia nói hắn nằm liệt giường không dậy nổi. Hôm nay ta muốn đi thăm bệnh tiền thể mang siêm y đã làm cho hắn đến. Kết quả là Dương Đại Lang nói hắn được Hoa Thanh Đạo trưởng đưa đi dưỡng bệnh. Bệnh gì mà lại đến đột ngột như vậy? Quý Diệu Đình cũng cảm thấy không thích hợp. Có phải là bệnh giống như của mẹ không? Thịnh Phong Trạch vẫn chưa rời ích châu phủ, có khi nào hắn ra tay hại Tam Lang? Vừa nghĩ tới khả năng Dương Tĩnh Uyên bị Thịnh Phong Trạch hãm hại, Quý Anh Anh nóng lòng. Nàng đi đi lại lại trong phòng, hạ quyết tâm. Ca, ta muốn đi núi Thanh Thành tìm hắn. Ta không thấy hắn, trong lòng ta bất an. Hắn ngay cả buổi đầu thất của Dương Đại Lão Gia cũng không tham dự, chắc chắn có chuyện lớn xảy ra. Quý anh anh liền phân phó Lăng Nhi thu dọn hành lý. Tính ngày, mẫu thân chắc còn 6 ngày nữa sẽ tỉnh lại. Ta sẽ trở về trước khi mẫu thân tỉnh lại. Tam đạo yên cách núi Thanh Thành chưa đến trăm dặm. Trong núi có nhiều chùa chiền, tín đồ đông đúc, cũng rất thanh bình. Quý Diệu Đình biết không thể ngăn được muội muội, liền nói: "Chu Nhị Lang có nhiều bạn bè, nhờ hắn tìm một hai người bạn đáng tin đi cùng ngươi, nếu không ca ca không yên tâm." Quý anh anh ngay lập tức đồng ý. Sáng sớm ngày hôm sau, hai huynh muội rời nhà, thấy Chu Nhị Lang đang dắt ngựa đứng ở cửa. Quý Diệu Đình ngạc nhiên, "Nhị Lang, không phải nhờ ngươi tìm bạn nhiệt tình sao? Sao ngươi lại ở đây?" Chu Nhị Lang thẹn thùng nói: còn chưa tới tháng 2 nhị long sĩ đầu, phường nhuộm chưa bắt đầu làm việc. Ta ở nhà rảnh rỗi không có việc làm, ta cũng luôn muốn học nghệ cùng đạo trưởng Thanh Thành, vừa vặn đưa nhị nương đi. Nghe lời nói như thế, quý thị huynh muội đều cảm thấy hắn vẫn còn tình cảm với quý anh anh. Quý anh anh cảm kích nói: "Chu nhị ca, ta sẽ không từ chối nữa, cảm ơn ngươi." Chỉ cần những lời này là đủ. Chu nhị lang cười mở nói: "Lên xe đi." hắn leo lên ngựa, nghiêng đầu nói với Quý Diệu Đình. Đại lang yên tâm, ta nhất định sẽ đưa nhị nương về nhà an toàn. Nhìn hai người càng lúc càng xa, Quý Diệu Đình lắc đầu, nghĩ rằng đôi khi Chu nhị lang cũng thật ngốc nghếch. Bây giờ nghĩ lại, nếu muội muội có thể gả cho hắn, cũng là một phúc khí. Nơi nhỏ, chỉ một chút gió thổi cỏ lay cũng khó giấu giếm được người. Huống chi là người cố ý. Chu Nhị Lang vừa mới che chở xe la của quý gia rời khỏi Tam Đảo Yên thì Triệu Bình đã báo tin tức cho Triệu Tu Duyên. Chu Nhị Lang đi cùng quý anh anh đến Thanh Thành. Triệu Tu Duyên nở nụ cười, chỉ một mình Chu Nhị Lang mà muốn bảo vệ quý anh anh sao? Dương Đại Lão gia qua đời, Dương Tĩnh Uyên phải giữ đạo hiếu ba năm. Hôn sự của hai người sẽ phải kéo dài đến ba năm sau. Hắn có nhiều thời gian để phá hỏng hôn sự này hắn thu lại nụ cười, lẩm bẩm. Dương gia nói Dương Tam Lang bị bệnh, đi thanh thành dưỡng bệnh. Quý anh anh, người lập tức liền đi theo hắn. Người và ta tình cảm mấy năm, không đến một năm, đã chuyển sang yêu thương Dương Tam Lang chân tình. Người khiến ta không thể không hận ngươi. Chương 165. Xe la đi chậm, Quý anh anh cùng Chu Nhị Lang xuất phát từ sớm tinh mơ, đến chiều mới tới chân núi Thanh Thành. Theo ý Chu Nhị Lang, Họ sẽ ở lại trấn một đêm, sáng hôm sau mới lên núi. Quý anh anh lo lắng cho Dương Tĩnh Uyên, sau khi nhìn canh giờ, nàng nói: "Chúng ta lên núi ngay bây giờ, khi trời tối có thể đến Thiên sư động. Tại đó chúng ta có thể tá túc trong đạo quan và hỏi thăm nơi ở của đạo trưởng Hoa Thanh." Phía trước núi Thanh Thành cũng không cao lắm, từ chân núi đến đỉnh núi, nếu đi nhanh thì chỉ mất khoảng 2 canh giờ. Thiên sư động được xây ở lưng chừng núi vào thời đông hán thiên sư trương đạo lăng từng tu luyện và giảng dạy ở đó vì thế được gọi là thiên sư động khi vào sơn môn tất cả con đường đều được các đạo sĩ lát bằng đá xanh xe la không thể đi qua chu nhị lang không mấy để ý hắn chỉ lo lắng không biết quý anh anh và lăng nhi có thể đi lên được không có cáng tre không ngốc thật câu nói ấy khiến chu nhị lang bừng tỉnh hắn gõ vào đầu mình áo não nói Nhị nương, trước mặt người ta lúc nào cũng không thông minh được. Khi ở Trúc Lâm tự và biết về Dương Tĩnh Uyên, hắn còn có thể thông minh nghĩ ra cách trêu cợt bản thân. Sau này, hắn thường tỏ ra ngốc nghếch. Vì quá quan tâm, nên đầu óc hắn mới không thể hoạt động tốt. Trước đây, điều đó khiến Quý Anh Anh chán ghét chua nhị lang. Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện, nàng lại có thể hiểu được sự ngốc nghếch của chu nhị lang nàng ôn tồn nói. Chu nhị ca, ngươi không ngốc đâu. Đại nam nhân sao, không thể cẩn thận bằng tiểu nương tử là chuyện bình thường. Nàng đang khen bản thân sao? Chu nhị lang bối rối. Từ nhỏ đến lớn, hắn trước mặt quý anh anh chưa từng tỏ ra kiêu ngạo. Đây là lần đầu hắn nghe nàng tự khen mình. Dù nàng chỉ xem hắn như bạn bè cùng lớn lên, nhưng Chu nhị lang vẫn vui mừng khôn xiết, nhanh như làn khói chạy về phía trước. Quý phu thúc, Ngươi từ từ đuổi theo xe. Ta đi trước sơn môn gọi hai người khiêng cáng tre. Tâm trạng của quý anh anh cũng theo đó mà tốt lên. Quý phu thúc, chúng ta đi thôi. Trong đất thục, đoạn đường núi không thể cưỡi ngựa vì kiệu rất nặng, tốn nhiều sức lực. Người miền núi đã phát minh ra cáng tre. Hai cây tre cột lại với nhau bằng tre chế mềm, nhẹ nhàng và an toàn. Người kiệu phu quen đường núi mang cáng tre có thể bước đi như bay thiên sư động nằm ở lưng chừng núi. Chu nhị lang thẹn thùng ngồi cáng tre, nhường chỗ cho quý anh anh và lăng nhi ngồi. Quý phú ở lại trấn đợi hồi âm, còn đoàn người thì lên núi. Núi thanh thành quanh năm xanh tươi. Khi vào núi đã cuối giờ thân, sắc trời trong núi đã tối sầm lại, cây cối vùng núi cũng nhuộm một màu xanh đậm hơn. Khi đi qua một khu rừng tùng, chỉ nghe thấy tiếng hơi thở và bước chân của kiệu phu khung cảnh trở nên tĩnh mịch. Đột nhiên, từ trong rừng vang lên tiếng cố kêu dài. Gió đêm thổi qua tiếng thông reo như sóng, quý anh anh chỉ cảm thấy rất lo lắng. Chu nhị ca, không lâu nữa là đến tháng 2 nhị. Chắc ngươi cũng không rảnh rỗi chứ. Biết rõ nàng chỉ là tìm lời nói, vì buổi tối đi sơn đảo khiến nàng sợ hãi. Chu nhị lang liền cười. Đúng vậy, ta phải giúp nhà làm việc chảo nhuộm trong nhà cần được rửa sạch trước khi trời lạnh. Khi xuân tầm ra trước, muốn nhuộm vải, anh của ta là trường tử, tương lai sẽ thừa kế phường nhuộm. Còn ta, không nghĩ mở phường nhuộm, mà muốn mở tử quán gia đình. Bạn bè ta nhiều, làm ăn chắc sẽ tốt. Đi qua rừng tùng, đường núi phía trước dọc theo khe nước, Chu nhị lang không thể đi cùng quý anh anh, chỉ có thể đi phía sau nàng, còn lang nhi đi trước qua đường khe nước là cây cầu được làm từ vài cây gỗ bị chém ngã. Đối diện cầu có một đình nghỉ mát, lờ mờ có thể thấy bên trong có vài người ngồi. Khi mang quý anh anh qua cầu, mấy người trong đình liền đi tới bên cạnh cầu, vừa nói vừa cười dưới bóng núi. Chu nhị lang né tránh bọn họ, hướng phía trước hô. Chờ một chút, chờ chúng ta qua cầu rồi hãy đi. Quý anh anh nghe thấy tiếng gọi quay đầu lại, nhưng phát hiện kiệu phu đang bước đi như bay không hề có ý định dừng lại. nàng muốn đứng lên, nhưng cáng tre lắc lư mạnh, nàng lại phải nằm xuống túi đệm mềm. khi nàng quay đầu lại, cáng tre đã qua đỉnh nghỉ mát, chuyển qua con đường đá núi, hoàn toàn không thấy chu nhị lang và lăng nhi đâu. nàng lên tiếng hô to: cứu mạng! Kiệu phu phía sau nghiêm giọng nói: gọi nữa, ta sẽ ném ngươi xuống khe núi. quý anh anh sợ hãi run rẩy, im lặng nàng nằm trên cáng tre quay đầu lại nhìn kiệu phu, nhỏ giọng cầu khẩn. Ta không có tiền. Nói xong, nàng lặng lẽ rút một chiếc châm hoa điền giấu trong lòng bàn tay. Kiệu phu đội mũ rơm, không nhìn rõ mặt, cười nói. Có người trả tiền bảo chúng ta đưa ngươi đi. Chúng ta chỉ làm việc vì tiền, ngươi không kêu la, chúng ta sẽ không làm hại ngươi. Núi Thanh Thành nhờ đạo Phật cùng tồn tại, bảo vệ một vùng, thời gian qua rất bình yên phía trước núi cũng không quá hiểm trở không có sơn tặc ẩn hiện ai đã dùng tiền thuê họ bắt mình ai biết mình hôm nay sẽ đến thanh thanh trong lòng quý anh anh hiện lên hai cái tên triệu tu duyên và thịnh phong trạch lòng nàng trầm xuống hai kiệu phu một mạch đi qua đoạn đường núi hẹp rẽ vào một con đường mòn khúc khuỷu quý anh anh nhẹ buông tay chiếc châm hoa điền rớt xuống đường qua một ngọn núi đá trước mắt hiện ra một tòa đình cỏ tranh ngoài đình có một chiếc kiệu nhỏ và hai tên da bộc đứng đó. Trong đình có một người đàn ông mặc áo xanh. Kiệu phu dừng lại, nói với người trong đình. Lang quân, đây là người ngươi bảo chúng ta mang đến. Triệu tu duyên quay lại, ném ra một bao bạc. Kiệu phu nhận bạc, nói với quý anh anh. Tiểu nương tử, hắn là người đón ngươi. Quả nhiên là triệu tu duyên, nhìn thấy chiếc kiệu nhỏ bên cạnh, Quý anh anh nhớ lại cảnh lần trước bị vây ở triệu gia như một cơn ác mộng. Lần này, triệu tu duyên đã chuẩn bị kỹ càng, nàng liệu có thể thoát được không? Nàng chỉ mong có thể kéo dài thêm chút thời gian, để chu nhị lang kịp tìm tới. Để tiện lên núi, nàng mặc một bộ hồ phục màu xanh nhạt. Thân hình thon thả bọc trong áo đấu bồng màu xanh, không biết vì sợ hãi hay do gió núi quá lạnh, mà mặt nàng run lên, trông thật điềm đạp đáng yêu chúng ta lâu như vậy không gặp, người không vui sao? Triệu tu duyên đến gần nàng. Hắn đến gần nàng như vậy, nàng không còn cơ hội hô cứu. Quý anh anh cố gắng chấn tĩnh. Đã rất lâu không gặp, triệu quý hai nhà chỉ cách một con phố, Người muốn ôn chuyện, sao lại tới nơi hoang vu này? Đỉnh cỏ tranh xây bên đường, phía dưới là một khe rãnh không sâu. Không có cây che phủ, sắc trời so với trong rừng còn sáng hơn vài phần. Trong núi, hoàng hôn đã nuốt chừng nửa khu rừng bóng tối đang nhanh chóng tràn xuống từ trên núi chẳng bao lâu nữa nơi này cũng sẽ bị bao phủ trong bóng tối triệu tu duyên cười nói nơi này hoang vu vậy chúng ta đổi chỗ khác để ôn chuyện nhà ta ở chân núi có một biệt thự ngươi quên sao trước đây ta đã nói sẽ có cơ hội dẫn ngươi đến lên kiệu đi ta ta cảm thấy không khí ở đây mới mẻ cảnh trí cũng đẹp quý anh anh vừa nói vừa nhìn quanh triệu tu duyên đưa tay bắt lấy cánh tay nàng ngươi không muốn ta chơi đùa mà trói ngươi lại thì ngoan ngoãn nghe lời buông tay ta sẽ tự đi quý anh anh mạnh mẽ hất tay hắn ra tự mình vào kiệu ngoài màn kiệu truyền đến tiếng cười của triệu tu duyên chu nhị lang ngu xuẩn như vậy tìm cũng không thấy ngươi hai gá kiệu phu đó là thợ săn trong núi nhận tiền xong đã chạy mất rồi đi được một đoạn đường cỗ kiệu đột nhiên rơi xuống đất Quý anh anh nghe thấy triệu tu diên hô gọi ai đó, rồi không còn âm thanh. Là ai? Là Dương Tĩnh Viên sao? Nàng thử hô một tiếng. Tam lang. Màn kiệu bị ai đó nhấc lên, từ tầm mắt nàng nhìn ra ngoài, chỉ thấy một người mặc áo đen, khoác áo choàng gấm. Nàng khom lưng chui ra khỏi kiệu, trước mắt bỗng tối sầm, chiếc áo choàng đó che kín mặt nàng. Hắn ôm chặt lấy nàng, không nói tiếng nào, đi về phía trước. Quý anh anh nằm trước ngực hắn, trong lòng cảm thấy càng ngày càng khác lạ. Nàng nhớ lại đêm ở triệu gia, cuối cùng mở miệng hỏi. Thịnh phong trạch là ngươi. Thịnh phong trạch bước chân chậm lại, nhưng không dừng hẳn. Quý anh anh không nói thêm gì nữa, nếu hắn muốn đối phó nàng, nàng cũng không có cơ hội chống cự. Lúc này hắn muốn dẫn nàng đi đâu, trong im lặng, nàng nghe thấy nhịp tim của hắn. Đi được khoảng một nén hương, hắn dừng lại, đưa tay tháo áo choàng trên người nàng. Ánh trăng chiếu sáng qua những đám mây đen, dọi xuống ánh sáng mờ mờ. Quý anh anh ngẩng đầu lên thấy bảng tên của đạo quan. Hắn đưa nàng tới thiên sư động. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.